Bí ẩn số 12, vì sao bao cao su bán theo hộp 3, 6 và 12 cái? Bao cao su thường được bán trong hộp theo 3, 6 và 12 cái. Bạn có bao giờ để ý điều này không? Mỗi ngày thì đã thấy nó vô số lần, nhất là khi tính tiền ở các cửa hàng tiện lợi. Nhưng vì sao vậy? Không phải vì nhà sản xuất muốn bán nhỏ lẻ như vậy để kiếm thêm tiền đâu. Cũng không phải vì khách hàng có thói quen sử dụng 3, 6 hay 12 lần. Nó sẽ ít liên quan đến mô hình định giá hay cách kinh doanh, mà liên quan nhiều hơn đến lịch sử tiền tệ và hệ thống đo lường. Đây là một giải thuyết hợp lý nhất bắt đầu với câu hỏi này. Một chục quả trứng là bao nhiêu? Suy nghĩ thật kỹ nhé. Đây không phải là câu hỏi mẹo. 1, 2, 3, 4, 5. Một chục quả trứng là 12 quả. Đây có thể là điều làm nhiều người bất ngờ vì nghe hơi vô lý. Nhưng nếu bạn hỏi người bán trứng hay bán dừa thì họ cũng sẽ nói một chục là 12. Nhưng vì sao? Nó bắt nguồn từ hệ thống đo lường thời La Mã cổ đại với nguyên lý số 12. Con số 12 trông như là một bí ẩn vì chúng ta đã quen với số 10. Nhưng thời xưa, con người lấy nó làm tiêu chuẩn để đo trọng lượng, thời gian và tiền tệ. 1 phút hay dặm chân bằng 12 inch. 1 shilling bằng 12 pence, nếu dịch ra tiếng Việt thì có thể gọi là 1 đồng bằng 12 hào. Không chỉ La Mã mà các nền văn minh khác cũng đã áp dụng. Một năm có 12 tháng, một vòng đồng hồ có 12 giờ, Do Thái có 12 bộ lạc, Tử Vi có 12 con giáp. Nhưng vì sao lại là số 12 mà không phải là số 10? Vì con số 12 có thể chia được nhiều lần hơn số 10. Số 10 có thể chia thành 10, 5, 2 và 1, tổng cộng 4 lần. Số 12 thì có thể chia thành 12, 6, 4, 3, 2 và 1, tổng cộng 6 lần. Ngày xưa, khi Anh Quốc dưới sự cai trị của La Mã, chính quyền áp dụng cơ chế tiền tệ cũng dựa theo nguyên lý trên, 1 shilling bằng 12 pence. Chính vì điều đó, mọi thứ được bán theo số lượng 12. Một quả trứng giá 1 pence, 12 quả trứng là 12 pence bằng 1 shilling. Một trái táo là 1 pence, 12 trái táo là 12 pence bằng 1 shilling. Từ đó, khái niệm dozen được sử dụng và duy trì cho tới bây giờ. Đó là vì sao nhiều siêu thị thường bán một vỉ trứng 12 quả, rồi bao cao su cũng vậy. Nếu để ý thì 3, 6 và 6 đều có thể chia ra từ 12. Cho nên, mỗi lần bạn mua trứng hay bao cao su thì đang thừa hưởng di sản lịch sử tiền tệ hơn 2.000 năm, chứ không có thuyết âm mưu gì ở đây.